Xin chào các bạn đã đến với kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong ạ. Đây là cái thành phần trung vi lượng magie, kẽm, axit amin mọi người nhá. Nó là khác những cái loại thành phần như trước đây biết là đến dòng vi lượng. Tại vì cái dòng này nó khác là nó có thêm thành phần là các loại axit amin mọi người, cực là tốt cho cây trồng mọi người nhá. Thì trong kênh mình đã chia sẻ rất là nhiều những cái video axit amin nó là gì, rồi là vai trò của nó cực là tốt mọi người, nó tham gia trực tiếp vào nó tái tạo cái tế bào mới cho cây trồng. Thì cái dòng phân trung vi lượng đây là cái thành phần là magie, kẽm, axit amin mọi người, có nghĩa là cái loại trung vi lượng này là cái thành phần nhiều nhất là magie và kẽm, có nghĩa là trong nó chứa nhiều nhất là cái thành phần magie, kẽm. Thì cái vai trò và tác dụng của magie, kẽm cực là tốt mọi người nhá. Nó và magie và kẽm nó biết đến trong cây trồng như là một cái chất không thể thiếu bản năng ở trong cây trồng được. Nó tham gia vào tất cả những cái quá trình của cây, như từ những cái quá trình như là hô hấp của bộ rễ này, quang hợp này, rồi là tái tạo chất. Cộng theo là nó có hai cái này, nó có đặc điểm chung là nó tham gia trực tiếp vào những cái quá trình mà giữ nước, rồi là tạo sự cân bằng ở nước ở trong bản thân của quả, của lá, rồi của cây ấy mọi người. Vậy nên là nó có tính năng là nó chống chịu được hạn này, rồi là nó cung cấp cái lượng nước cần thiết để nó giữ nước ở trong cây, để nó cân bằng lại thì nó sẽ chống được hiện tượng mà hay bị xốp quả, khô đầu múi quả ấy mọi người. Vậy nên là ở cái thành phần magie kẽm này phun ở cái giai đoạn này cực kỳ là tốt mọi người nhé. Thì hôm nay mình mua về đây mọi người nhé. Đây là thùng thuốc của nhà mình mua về để mình phun, thì mình làm video mình chia sẻ với mọi người để mọi người cùng nhau biết được những cái dòng thuốc phân bón lá mới trên thị trường như hiện nay, phun cực kỳ là hiệu quả này mọi người này. Đó. Thì cái dòng này là của công ty Hoàng Thái Long mọi người nhé. Đây là công ty của Hoàng Thái Long này mọi người. Cái thành phần của nó mình sẽ đọc cho mọi người đây mọi người này. Thành phần là kẽm 15 pampe này, bổ sung magie channin này, đồng channin này, và các loại axit amin, một số phụ gia đặc biệt khác này. Có nghĩa là cái này là thành phần là nó bổ sung magie và kẽm là nhiều, nhưng nó cũng có thêm khác ở các thành phần vi lượng, chai vi lượng khác là nó có các loại axit amin cực tốt mọi người nhé. Nó bổ sung các chất cực kỳ là hiệu quả luôn. Đây nó công dụng của nó mọi người này. Dùng cho tất cả các loại cây trồng này. Đó. Đây là tác dụng của nó mọi người nhé. Đây là magie, kẽm là hợp chất đầy đủ của các nguyên tố vi lượng này, cần thiết cho cây trồng dưới dạng channin, có nghĩa là dưới cái dạng mà người ta đã chiết xuất ra để cái bộ lá nó dễ hấp thụ. Mọi người phun chỉ cần đến 30-40 phút sau là lá nó đã hấp thụ được rồi mọi người nhé. Đó là cái channin được cây hấp thụ nhanh chóng và đạt hiệu quả cao, giúp này bổ sung đầy đủ các vi lượng axit amin, giúp cây phát triển lá xanh mướt này, khắc phục các hiện tượng xoăn lá, vàng lá, cháy bạc lá này, thối trái này, nứt trái này, khô trái này. Đó, tăng sức đề kháng cho cây, không lo bị vi khuẩn gây hại này. Đó, cực kỳ là tốt mọi người nhé. Có cả số điện thoại để liên lạc này mọi người này. Đó, thì mọi người xem là cái dòng này cực kỳ là tốt mọi người nhé. Mình phun định kỳ ở đầu khi mà đón lọc là một này, rồi là những cái như cái giai đoạn như bây giờ mình phun cũng là tốt mọi người nhé. Thì những ai cần những cái sản phẩm như này thì mọi người liên hệ với mình qua số điện thoại mình để trên màn hình, mọi người mình sẽ ship cho mọi người nhé. Cái giá thành thì cái loại này nó cũng không đắt đỏ gì cả mọi người, nó chỉ dao động từ 95 cho đến 100.000 một chai thôi mọi người. Nó cực kỳ là tốt nhé, tại vì nó sản xuất theo công nghệ mới thì giá thành khả năng là nó cũng nhỉnh hơn so với cái vi lượng thông thường, tại vì nó có thêm những cái thành phần axit amin và nó chiết xuất ở cái dạng là channin, nên là nó sẽ đắt hơn những cái vi lượng thông thường kia một chút, nhưng nó cũng chỉ dao động từ 95 đến 100.000 một chai thôi mọi người. Cực kỳ là tốt mọi người nhá. Thì hy vọng rằng video mình chia sẻ có thể giúp ích được mọi người phần nào về cái tư liệu về những cái dòng thuốc để mọi người được biết và mọi người phun trong cái đợt này mọi người. Thì những ai mà mọi người tìm được những cái dòng thuốc như này mọi người mua, mọi người phun. Còn những ai mà không tìm được những cái dòng thuốc như này mà mọi người muốn phun những cái dòng thuốc như nhà mình phun, thì mọi người cứ liên hệ với mình qua số điện thoại mình để trên màn hình, thì mình sẽ ship cho mọi người nhá. Đó là mình muốn chia sẻ với mọi người về những cái thông tin loại thuốc này thôi, chứ mình không quảng cáo thuốc mọi người nhá. Mình chỉ chia sẻ những cái thực tế của nhà vườn mình làm.
và mình phun thì mình chia sẻ với mọi người. Mọi người đừng hiểu nhầm là mình quảng cáo thuốc mọi người nhé. Mình chỉ chia sẻ cái nguồn thuốc để cho mọi người cùng biết, để mọi người cùng tìm hiểu và mọi người phun. Nếu như mọi người không tìm hiểu được thì mọi người cứ liên hệ với mình. Mọi người không tìm được những cái dòng thuốc như thế này mà mọi người muốn phun đúng những cái dòng thuốc như nhà mình phun thì mọi người cứ liên hệ với mình qua số điện thoại. Mình sẵn sàng mình chia sẻ nguồn thuốc với mọi người nhé. Đó là mình muốn chia sẻ với mọi người. Thì rất là mong mọi người luôn đồng hành và ủng hộ kênh cho mình, giúp mình phát triển kênh mạnh hơn nữa mọi người nhé. Đến đây mình xin tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người ạ.